DIY Home The Box xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến với mọi người một chiếc máy mài gốc đến từ thương hiệu Workpro. Và chúng ta cùng tìm hiểu thêm về em nó nhé. Let's go. Đầu tiên thì mình xin phép nói sơ qua về cái thương hiệu Workpro này. Thì Workpro là một thương hiệu được phát triển bởi Hangzhou Crystal Industrial Corporation, là một trong những công ty chuyên sản xuất những cái thiết bị dụng cụ chuyên dụng và những cái thiết bị chuyên nghiệp ở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một trong những cái đặc điểm là có một cái mức giá thành cực kỳ hợp lý và một cái thiết kế bắt mắt hiện đại. Và mình muốn nói sơ qua một chút về Workpro. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào trong hộp. Thì bên trong hộp này chúng ta sẽ có những phụ kiện như thế nào? Đầu tiên, đây, khi mở ra chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Ở bên trong đây chúng ta sẽ được tặng thêm một cặp than chổi để có thể thay thế trong máy. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đó chính là một cái bán tay cầm phụ. Đó, một cái màu đỏ rất là đẹp và bắt mắt luôn. Theo là một cái trắng tia lửa. Và chắc chắn là không thể nào thiếu nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là em Workpro WB47-2022. À mà quên, chúng ta vẫn còn thêm một cái dụng cụ để điều chỉnh lấy cái lưỡi ra. Đó, và đây chính là tất cả những thứ có ở bên trong cái hộp Workpro này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi qua xem thử tổng quan về chiếc máy WB47-2022 này nhé. Như các bạn đã thấy trên màn ảnh thì chiếc máy mài gốc Workpro này sẽ mang hai màu sắc chính, đó chính là đỏ và xanh, cực kỳ bắt mắt và nhìn cực kỳ hiện đại luôn. Thì chiếc máy này được thiết kế là với một cái dáng thuôn gọn dài phù hợp hầu hết với lại kích thước của tay người châu Á để giúp chúng ta có thể cầm nắm một cách thuận tiện nhất và dễ dàng nhất. Đó. Và tiếp theo, công suất của máy đạt tối đa là 750W. Tốc độ không tải cao nhất mà máy đạt được chính là 1500 vòng trên phút. Thân máy của chúng ta được làm từ nhựa cao cấp và ở phía dưới này chúng ta sẽ có những cái lỗ thoát khí để khi chúng ta sử dụng để làm việc, nó sẽ thoát khí ra giúp cho máy được giải nhiệt tốt hơn. Đi lên phía trên này một chút thì chúng ta sẽ có một cái gạt cần ở đây. Thì cái này cũng cực kỳ đơn giản thôi. Gạt lên là sử dụng máy và gạt xuống là tắt máy. Đi lên một chút nữa, ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm là để chúng ta có thể điều chỉnh và thay những cái đĩa cắt, đĩa mài một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem qua một vài cái thao tác để có thể dễ dàng mà thay đĩa hoặc là gắn cái chắn tia lửa này vào nhé. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái đĩa cắt vào nha. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ bấm cái nút ở đây. Đó, như các bạn thấy, bấm cái nút này để có thể giữ lại cái phần này, dặn cái con ốc này ra. Và chúng ta sẽ lấy cái đĩa mài này, đĩa cắt này gắn lên. Thì các bạn lưu ý những cái đĩa cắt của chúng ta có cái dạng mặt phẳng như vậy thì chúng ta sẽ đẩy ở cái phần nắp phẳng. Đó, như các bạn đã thấy, đẩy vào. Còn với những cái loại đĩa mài thì chúng ta sẽ gắn ngược cái đầu này lại thôi, vô cùng dễ dàng. Chúng ta ấn cái nút dưới đây và vặn vào. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có cái cây này để chúng ta có thể cố định nó một cách chắc chắn hơn. Nhớ lưu ý lúc nào chúng ta cũng sẽ giữ cái nút này. Đó, dặn. Ok, như vậy là đã chắc chắn rồi. Đó, chúng ta hãy thử xem nó có bị kẹt hay gì không. Đó, vậy là vô cùng chắc chắn rồi. Như vậy là chúng ta đã có thể gắn cái đĩa lên và sẵn sàng mang đi và sử dụng thôi. Vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tay cầm phụ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần để gắn vào. Chỉ cần nhét vào và siết vào thôi. Thì cái mục đích chính của cái tay cầm phụ này là giúp chúng ta có thêm cái điểm bám vào khi chúng ta cắt và mài ở những cái nơi không thuận tiện mấy cho cái bàn tay của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng hai bàn tay để xuống. Chúng ta có thể mài một cách dễ dàng hơn so với là việc mà chúng ta cầm một tay. Đó. Vừa rồi chúng ta đã được xem qua cách mình gắn cái đĩa cắt này vào. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng cầm máy và đi test cắt sắt
và mài sắc nhé các bạn. Let's go! Hiện tại máy mài góc World Pro WB47-2022 đang có giá chỉ 510.000, cực kỳ ưu đãi và chỉ có tại DIY Home Depot. Và đó là tất cả những gì về em máy mài góc World Pro WB47-2022. Chỉ với 510.000, các bạn đã có thể sở hữu ngay một em máy mài góc World Pro WB47-2022 100% chính hãng và uy tín. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm, có thể để ở dưới phần bình luận hoặc gọi ngay cho hotline chăm sóc khách hàng của DIY Home Depot nhé. DIY Home Depot biến mọi khó khăn của bạn trở nên dễ dàng hơn.